Trời ơi, trời, cái thằng thu hồn này kêu tắm xong lỡ nhà lỡ rồi nó ướt quần me rồi giống tắm xong ngủ tắm xong trời nóng chết vậy. Thằng này biết tới chưa? Ơi mày tới lẹ làm gì ra mấy con lú đó đi xuống đi. Em tới nè thầy ơi. Trời, trời quá, trời quá. Xin lỗi nha. Chớ mồm nè, trời quá. Mày tự bị chưa tắm mày tắm lại. Được quá trời ơi, nóng, không có trời ơi. Xuống nè, thầy ơi. Nè, xuống nè. Làm ăn rồi. Ủa, hai anh trai. Chắc giờ này trời nóng được chắc tắm mát lắm ha. Giờ này tắm ngon lắm à. Thiệt đó nha, em cũng phải tắm xong lắm. Mà tại vì em là người dân ở Sài Gòn vậy á, em hay bị gọc bẻ lắm, nên em không dám lội xuống. Thật sự ra nói với anh ha, tắm xong hồi xưa ha, em với quê là em phải tắm lắm. Thiệt, không lẽ giờ này gặp anh tắm không vậy, giờ muốn cởi được đồ thì chảy xuống luôn đi. Mà sợ gọc bẻ thôi. Trai xuống đi tắm cho vui anh trai. Ủa mà nó nói với Sài Gòn á, người ta đâu có bắt cá ở đâu mà sao anh trai xuống bắt cá vậy? Em thấy như Sài Gòn là ta không biết bắt cá đâu nha. Biết ông sao á? À, nói chung á là em không có đi bắt cá ở đây, em đi phóng sanh. Thôi công nhận anh mình con trai tốt thiệt á. Dạ đúng rồi. Anh là tâm có tâm anh tốt lắm luôn á. Đó đi phóng sanh được em nói thiệt á, trước em cũng đi phóng sanh vậy nè. Giờ á tích đức về cho con cháu sau này. Ha. Em thấy mày phóng sanh lắm, mà em nhớ dân Sài Gòn người ta tốt lắm, hay phóng sanh hay từ thiện á. Ta từ thiện mà gọi là ta đi khắp nơi từ thiện người nghèo, mà anh phóng sanh còn hơn người từ thiện nữa. Đúng rồi. Vậy anh gán phóng sanh đi anh. Đúng rồi anh. Không phóng sanh. Ủa mà anh phóng sanh gì vậy? Tôi nói thiệt á, tôi phải làm từ thiện. Biết sao? Làm từ thiện để mà đức cho con cháu sau này. Đó, nói chung tâm tôi là lúc đầu cũng hướng về Phật pháp. Hồi năm ngoái nè, tôi vừa mới phóng sanh ở đây nè. Mới phóng sanh lắc thì năm nay tôi trở về đây tôi phóng sanh lần nữa. Và năm ngoái vừa phóng sanh xong trúng 60 triệu. Trời ơi, năm nay vừa phóng sanh tiếp. Dữ vậy anh. Chắc đi theo anh trai phóng sanh chắc được số hay gì tốt ghê ha. Tôi về làm thiện đi em. Ủa mà năm ngoái anh trai phóng sanh gì anh trai? Năm ngoái em này anh phóng sanh đó là cá sấu em. Còn anh, năm nay là anh mới đi ra chợ anh mua mấy con tục con đĩa à. Ủa, chết cha, có phải phóng đĩa gì đây? Chết mẹ, phóng đĩa không gì đâu, chạy, chạy lại. Trời hạ, hôm nay giờ chưa tới rồi. Mà trúng số, chịu cũng đãi giống à. Ê Tâm. Gì? Ngã làm gì một, hai mày mà đi đưa tao ra đây kìa vậy? Mới trúng số. Trời trời trời. Anh chú số hả? Ừ. Nu, vô mắng với ta. Vô ngồi. Hàng kia giờ này mới ngủ đi ăn hả? Ừ. Anh chạy, không nhận. Không thể dẫn đi ăn đâu. Chứ sao nữa? Dẫn đi thư giãn nữa. Đi thư giãn hả? Ừ. Ê, hay dùng dẫn đi thư giãn ở chỗ đó là... Phải nào đẹp không? Trời ơi, bao nhúng nhảy luôn. Đi. Nhúng nhảy thoải mái. Nhúng nhảy thoải mái không? Ừ. Ê, nhưng mà nó nghe nè. Gì? Đi xong rồi về đừng nói với vợ tao nghe cha. Lỡ đi xong rồi bây giờ... Trời ơi, ông biết tính tôi thì tôi nói vợ ông chi? Thiệt nha, mày trả mày với cha nha. Chỗ mới nè. Ủa em trẻ nhóng chừng. Nhưng mà mày trả tiền hết nha. Thì tôi trả. Đây là gì là lại tốt như trời. Thì trúng số mà. Ăn xong đi lại ở đây. Ông giờ muốn ăn gì cũng ăn. Nhúng vậy thoải mái. Ừ. Rồi ok. Không phải rồi đó. Em trẻ không, đặc biệt em trẻ không. Trời nói ra hèm lên trời. Ừ, quay. Quay đã luôn. Không phải là bao nhúng rồi được rồi. Bao nhúng rồi quay vô. Không vậy ra nha. Vậy kêu cho hai tô tiếp anh. Rồi nói chưa? Ngon mày. Ngon. Ê, rồi mày nói gì nãy mày nói mày nhớ không? Nhớ. Nói gì nhắc lại đây. Dạ ông đi thư giãn. Đi vậy. Đi. Đi liền. Bao nha. Bao nhúng nhảy nha. Thì nói bao mà. Rồi tao phái cái vụ đó lắm. Lại đi. Rồi đi luôn. Đi. Tới chưa? Trời đừng tới rồi. Trời ơi mà nói này là hiện cái rồi làm cái nôn luôn vậy. Dạ. Ừ rồi kìa. Đâu tới đâu. Tới chưa? Dạ. Đó. Đó. Cái gì? Mày nói gì thư giãn mày hả? Thư giãn còn gì nữa? Mày nghĩ sao trời? Mày nói tao bao nhúng bao nhảy gì vậy? Thì bao nhúng bao nhảy. Trời ơi mày nói gì cái trẻ ở đâu? Đó mấy em trẻ đó.
trẻ không? Dám ăn luôn. Trẻ trẻ quá. Dạ thiếu gì không ba? Gì thiếu gì? Trẻ. Mày cái bài gặp mai mốt mày cứ rủ đi nó tập rồi á. Ông còn hai nữa. Cá gì trời? Mốt rủ đi nó đi cho con mày đi á. Thì em kêu thư giãn, nhẫn thư giãn còn gì nữa? Ba vô chơi mình đi. Tàu lao cái gì trời? Ủa? Giúp mày khùng cái gì? Nhẫn thư giãn vậy ta.